có vỏ mà tao giận rồi nè. Buông lại. Rồi qua làm sao tao đưa là bị chết chứ tao nha. Đây là con, cậu nhìn đi. Đúng kỹ không? Kỹ hả? Làm gì vậy? Trời ơi, nghề vỏ chứ gì? Gì? Vỏ. Trời, tập vỏ. Tập vỏ đâu sao mà hồi đó giờ không thấy? Tao tập trong phòng. Tập vỏ trong phòng. Thì sao? Đừng có nói tập trong mùng luôn nha. Trời ơi, tập ra ngoài đi, mày rình mày coi hả mày. Trời ơi, người có vỏ. Trời, bình thường. Sao bữa hổm bị thằng xỉa cá nó rượt chạy vậy? Lại chọc chọc nó lấy cái chĩa nó rượt chạy. Trời ơi, có vỏ sao quýnh nó đi. Để nước, không có nước bữa đó nó đâm lòi ruột. Trời ơi, cái người có vỏ cao người ta rất là trầm tĩnh. Thấy không? Người ta sợ gây tai nạn cho người khác. Người ta sợ chứ cái xóm này nó tàn tật. Lỗi mày à, nó cầm cái chĩa hả? Nó vừa chĩa tao một cái tay là ha. Canh vô hai con mắt rồi.